Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái cách mà mình đã thay cái mặt kính của cái bàn này. Đây là cái bàn mà mình sử dụng để làm bàn ăn ở trong nhà đó. Và trong một lần mình để cái chảo nóng lên trên cái bàn, cái mặt bàn cũ thì nó đã bị nứt và phải phải bỏ đi. Tuy nhiên mình muốn thay một cái mặt bàn khác chứ không muốn bỏ nguyên cái bàn, cho nên là mình đã tìm cách để mà thay. Tuy nhiên mình hỏi các cái thợ, số chỗ thì người ta không có làm các bạn, hoặc là người ta báo giá rất là cao. Cho nên mình cũng đã mày mò để mình thay cái mặt bàn này. Các bạn thấy đây, đây là cái mặt bàn mình đã thay rồi này. Mình đặt một cái tấm kính cường lực. Và cái công việc quan trọng, một cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái cách để mà mình gắn cái tấm kính này lên lại cái bàn. Bởi vì cái bàn này là bàn người ta dán, chứ không phải là bắt ốc hay là người ta chỉ để cái mặt lên các bạn, người ta dán. Cho nên cái việc khó khăn là làm sao để tháo các cái mấy cái miếng nhôm này ra này. Miếng nhôm này người ta dán là dán bằng cái loại keo mà chiếu đèn ấy, dùng tia UV để chiếu vào thì nó rất là chắc, nó dính với nhau như đá vậy đó. Thì mình cũng tìm cách, thì một là mình phải mua cái đèn để mình chiếu. Tuy nhiên thì mình đã dùng một cách khác, đó là mình lấy cái đèn khò các bạn. Mình lấy đèn khò, mình khò vào cái miếng nhôm, vào cái miếng nhôm này này. Mình khò ở dưới, tức là cái bàn này khi mà mình tháo ra này, thì ở bên dưới cái chân này này, ở ngay giữa đó, ở bên dưới cái chân ngay giữa này là người ta bắt ốc các bạn. Một cái cây ốc nó dài thẳng từ trên xuống, thẳng xuyên giữa cái tâm của cái bàn này nè, cái trụ này đó. Thì mình lật ngược cái bàn lên, mình mở ốc ra thì mình sẽ lấy từng phần ra. Mình lấy cái tấm này, lấy cái phần này ra thì mình còn sót lại cái gì? Còn sót lại cái miếng nhôm này nè. Miếng nhôm này nó gắn lên mặt bàn, gắn trên mặt bàn cũ. Thì mình phải tìm cách làm sao để mình lấy cái miếng này ra. Lấy cái miếng này ra này, cái miếng nằm dưới đây này. Cái miếng này, này. Đó. Thì mình dùng đèn khò, thì nó nóng và cái keo nó sẽ bị cháy và nó mình sẽ lấy được cái miếng này ra. Đó. Rồi mình đặt tấm kính xong thì mình ướm và mình dán lại. Tuy nhiên thì mình không có đèn, cho nên là mình dán bằng cái keo silicone. Mình dán bằng silicone và cái kỹ thuật dán nó cũng không không được như là người ta làm đâu. Đây các bạn thấy cái đó, các bạn thấy nó không có sáng đều ha. Nó bị rỗ rỗ này. Đó là do cái keo mình thoa nó không có được đều. Và cái chỗ này chẳng hạn như cái miếng nhôm này là do mình khò hơi quá tay này. Cái keo đèn trước của cái cũ nó bị cháy và nó bám vào đây là mình làm không có sạch được. Thậm chí là các bạn thấy cái này nó trầy là do là mình dùng giấy nhám mình chà luôn nhưng nó cũng không ra hết được. Đó, cho nên các bạn nếu có khò thì các bạn khò nó vừa phải thôi. Khò một tí rồi mình gõ xem nó ra chưa. Đó. Đó là cái cách để mà mình thay được cái bàn, cái mặt bàn. Thì đó là cái kinh nghiệm mình đã làm, mình đúc kết được, muốn chia sẻ để cho các bạn, ai có gặp trường hợp như vậy thì các bạn có thể làm được. Cũng khá là vui vì mình có thể tự thay được và có một cái mặt bàn nó rộng hơn so với mặt bàn trước. Mình đặt cái mặt bàn này nó rộng hơn. Các bạn thấy nó rộng hơn. Nó rộng hơn so với cái tấm dưới. Lúc trước thì cái mặt bàn trước nó rộng hơn một ít so với tấm dưới thôi. Bây giờ thì nó rộng hơn nhiều hơn bởi vì mình đặt cái này là tây rộng hơn, bề ngang nó rộng hơn mặt bàn trước một tấc lận. Đó. Rồi như vậy thôi. Để những ai gặp thì chúng ta có một chút kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bạn.